Chúng ta có nhiều cách bấm lắm. Trong này thầy còn nói thêm vài cách bấm nữa cho các em cơ. Thì cái bài rút gọn biểu thức. Đấy. Mấy bài rút gọn biểu thức thầy còn nói thêm mấy cách bấm nữa. Được chưa nhỉ? Đây. Trong sách thì tất cả những cái đề mà trong bộ dục đều update hết cho các bạn. Đấy, trắc nghiệm như này, mày 570 bấm như nào, mày 580 bấm nào thầy đều nói rất là rõ. Từng nút một màn hình hiển thị một như thế nào. Thấy không? Sàng chưa? Sàng thì comment sẵn sàng nhá. Sẵn sàng rồi thì comment là sẵn sàng nhá. Để chúng ta bắt đầu nhá. Rồi. Sẵn sàng thì nhớ comment sẵn sàng để có bắt đầu. Rồi, nếu như sẵn sàng rồi, comment thêm một chữ bắt đầu nữa để thầy bắt đầu luôn. Là khi mà thầy hô khẩu hiệu bắt đầu, các bạn comment bắt đầu một phát. Tầm 500 bạn comment bắt đầu thôi. Đấy, các bạn comment thật nhanh. Bắt đầu thôi là chúng ta sẽ bắt đầu quẩy ngay từ câu đầu tiên. Các bạn nhớ comment đáp án thật nhanh cùng với thầy luôn nha. Bắt đầu. Nào, comment thật nhanh. Bắt đầu. Chúng ta bắt đầu luôn công thức biến đổi lũy thừa và logarit. Lũy thừa và logarit. Nào, chúng ta cùng nhìn. Thứ nhất là đề minh họa 2020 lần số 2 của bộ giáo dục này. Vậy A số thực dương tùy ý log 2 của A mũ 3 bằng bao nhiêu? Comment thật nhanh đáp án câu 1 cho thầy nào. Câu 1 đáp án gì? Vào việc luôn đi nào. Câu 1 đáp án gì đây kem? Câu 1. Câu 1 đáp án gì nào? Như sóng đến với các bạn hơi chậm đúng không? Rồi khi A dương rồi người ta hỏi các bạn là thằng này là thằng nào thì các bạn nhớ công thức nhá. Log A của B mũ N, nếu như A B đều số dương rồi các bạn vứt N ra ngoài nó bằng là N nhân log A của B được chưa nhỉ? Thì chỗ này là có số 3 các bạn vứt ra ngoài thôi là 3 nhân log 2 của A thôi, đáp án cần chọn là D. Được chưa? D. Rồi, à, bạn nào có chữ người chia sẻ trên đầu tức là bạn nào đã chia sẻ về rồi, có chữ người chia sẻ ngay trên đầu ấy là thầy sẽ trả lời comment những bạn này rất là chỉnh chu và nhiệt tình nhá. Thầy đọc comment những bạn này ưu tiên trước, của các bạn khác đọc sau. Đấy, D. Câu số 2, đề minh họa của Bộ Giáo dục năm 2010 lần số 1. Xét các số dương AB thỏa mãn là log 2 của A bằng log 8 của AB, mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? Đây là khi hai thằng loga nó bằng nhau ấy thì các bạn phải đưa nó về cùng gì? Cùng cơ số, được chưa? Cùng cơ số. Thầy ghi lại cái đề bài cho các em là log 2 của A bằng log 8 của AB. Thì bây giờ như này nhá. Bên này là cơ số 2 này, bên này là cơ số 8 này. Vậy thì các bạn sẽ đưa về cơ số mấy? À, cơ số 2 em nhầm được ngay cái 8 của các em ấy, nó chính là bằng 2 mũ mấy? 2 mũ 3. Đúng không? Rồi, thì tương đương ở đây thầy có tiếp log 2 của A. Cái số 3 này, cái mũ này vứt ra ngoài thì nhắc lại công thức cho các em. Log A mũ N của B, các bạn vứt N ra ngoài nó nằm ở dưới mẫu là 1 trên N nhân với cả log A của B thôi. Thì tương tự thằng này, 2 mũ 3 thì đẩy ra ngoài là 1 phần 3, đúng không em? Nhân log 2 của AB. Nhưng để cho hai thằng log nó có thể bằng nhau được thì các bạn lại phải đẩy cái 1 phần 3 này vào trong hoặc là quy đồng lên trên nhá. Tương đương thì có thể quy đồng lên cũng được là 3 nhân log 2 của A bằng log AB. Được chưa nhỉ? Thế bây giờ cái 3 thầy đẩy vào trong nó tương đương cả log 2 của A mũ 3 được chưa, bằng log 2 của AB. Cả hai thằng này đều là cơ số 2 rồi nên cho hai thằng ở trong nó như nào, nó bằng nhau thôi, tức là A mũ 3 của các bạn nó sẽ bằng luôn AB. Vậy tương đương ở đây thầy rút gọn hai về với cả A, vậy thì A bình các bạn bằng B. Vậy đáp án cần chọn là D. Đây là cách số 1 là dùng tự luận, tôi chia nhà 2D. Các bạn có muốn thầy chữa bằng cách trắc nghiệm không? Chữa bằng trắc nghiệm không?
Có muốn chữa bằng trắc nghiệm không? Chữa bằng Casio. Đấy, nếu là các bạn nào muốn chữa bằng Casio, các bạn comment cho thầy số 1 nhá. Comment số 1 để thầy chữa Casio cho bạn câu này. Comment số 1 để thầy chữa Casio cho bạn câu này. Nhớ bạn nào vào sau nhớ là nhớ thả tim để yêu thương thầy hơn nhá. Để thầy có động lực thầy còn like cho các em chứ. À, có đúng không? Thì bây giờ thầy dạy các bạn cách để làm này. Chúng ta khi có hai biến như này ấy, các bạn nên đặt một cái biến là bằng 10, một biến còn lại thì bằng bao nhiêu thì kệ nó. Ví dụ ở đây thầy cho A bằng 10 đi, thầy sẽ nhập là log 2 của A này, coi như là A là số 10. Được chưa? Thầy chuyển vế sang trừ đi log 8. A là số 10 đúng không? B của thầy thì phải đi tìm thằng B, thì thầy để là x đi. Đúng không em? X, B là x. Các bạn shift can thôi, shift can. Cho x bằng bao nhiêu cũng được, ví dụ cho x bằng 1 đi. Đấy, 1 đi, ấn bằng một cái, đợi máy tính nó giải ra thôi. Thì x nó ra bằng 100 này. Tức là khi mà mình vừa cho ấy, thầy vừa cho A các bạn là bằng 10 thì các bạn ra được B bằng số 100. Mà số 10 và 100 có mối liên hệ gì? À, nếu như A mà bình phương lên ấy, nó chính là bằng bao nhiêu? Bằng 100 không em? Tức là A bình phương là 100, vậy thì A bình của các bạn nó chính là bằng B, là 100 chưa? Hết bài luôn. Đấy, mình cho A bằng 10, mình bấm máy tính shift can ra được B bằng 100, cực kỳ đơn giản. Ra ngay đáp án gì em? Đáp án D này. Một tích tắc là xong, các bạn thấy nó vi diệu không? Đấy, bạn nào có biết kỹ năng bấm máy tính thì nó lại là đơn giản quá. Và những kỹ năng như thế này thì thầy đã dạy hết ở cho các bạn ở trong gì đó, trong cái cuốn này thôi nhá, cái cuốn 7 ngày đạt đỉnh của đa mũ và logarit. Các bạn mà học hết cuốn này, loga các bạn nắm chắc tất cả 8% điểm loga trong đề thi trong tay. Trong tay luôn. Tất cả kỹ năng là xong. Hay nhờ. Rồi, câu số 3 nào. Câu số 3. Rút gọn biểu thức. Buổi trước thầy dạy các bạn cách rút gọn biểu thức thằng này rồi, đúng không? Cực kỳ nhanh. Nào thầy magic cho các bạn một phát. Cách magic như sau. Nhập thằng này vào máy tính. Ấn lock thôi. Lock nhá. Lock nhá. Lock này. Lock 580 thì ấn shift lock nằm ở dưới nút chữ A rồi, còn 570 thì các bạn ngay dưới nút on. Lock các bạn nhập vào nó là B mũ 5 phần 3 nhân với chia cho căn bậc 3 của gì em? Của B. Các bạn ấn can thôi. Can B bằng 10 thôi. Được chưa? Cứ cơ số 10 can B bằng 10 nhập vào ấn băng một phát. Kết quả ra 4 phần 3. Vậy thì cái mũ của các bạn phải là mũ 4 phần 3. Nhìn đáp án B luôn. Mũ 4 phần 3 này. Hay chưa? Hay chưa? Mũ phần 3. Không cần phải đi rút gọn gì luôn. Một phát ăn ngay. Một phát là phải ăn ngay. Được chưa? Một phát là ăn ngay. 4 phần 3. Nhớ cách nhập chưa? Câu tiếp theo. Câu số 4 cũng tương tự này, mệnh đề nào dưới đây mệnh đề đúng, tìm mũ đúng không? Tìm mũ đúng không? Nào, tìm mũ, các bạn có thể bấm như sau. Lốc này, nhập thằng lốc vào. Đánh một cái 580 cái, à 570 cái. 570. Căn bậc 4 của x nhân căn bậc 3 của x bình nhân căn bậc 2 của x mũ 3 đúng không? Can 10 thôi. Bằng kết quả nó ra là 13/24. 13/24 là đáp án gì? Đáp án B. Mũ này. Rồi. Một cách quá gọn nhẹ. Đây là đề thử nghiệm của năm 2017. Nhá. Đỉnh không các em? Lại bảo không đỉnh đi. Lại bảo không đỉnh đi. Nhá, lại bảo không đỉnh đi. Được chưa? Chúng ta có nhiều cách bấm lắm. Trong này thầy còn nói thêm vài cách bấm nữa cho các em cơ. Thì cái bài rút gọn biểu thức. Đấy. Mấy bài rút gọn biểu thức thầy còn nói thêm mấy cách bấm nữa. Được chưa nhỉ? Đây. Trong sách thì tất cả những cái đề mà trong bộ dục đều update hết cho các bạn. Đấy, trắc nghiệm như này, mày 570 bấm như nào, mày 580 bấm nào thầy đều nói rất là rõ. Từng nút một màn hình hiển thị một như thế nào. Thấy không? Cực kỳ cẩn thận cho các em luôn. Đấy, 570 580 nhá, quy trình bấm máy. Được chưa? Đây là cái sách 7 ngày đó, mất cũng có 7 ngày để đạt điểm tối đa mũ của Loga. Rồi, câu tiếp theo. Câu số 5 nào? Số 5 nào? Số 5. Câu 10 chúng ta mini game nhá. Câu 10 có mini game thầy tặng khóa học 3 triệu 6 cho các bạn. Cho A và B là số dương thỏa mãn. A khác căn B, log A của B bằng căn 3. Vậy thì log căn B của A chia cho căn của B trên A là bằng bao nhiêu? Ok. Nào, chúng ta có thể có hai cách
Cách 1 là các bạn sẽ có B là bằng A mũ căn 3, đúng không? B là bằng A mũ căn 3. Các bạn cầm cái này các bạn thay nó vào đây này, các bạn tính toán. Nhưng làm thì nó lâu. Mình phải đỉnh cao chứ, đúng không? Mình phải chơi trò đỉnh cao. Mình sẽ nhập như này này. Nhập log của bao nhiêu? Nhập thằng này vào là căn B. Căn B. Căn B. Căn B B lại bằng là A mũ căn 3. Mình nhập thôi, B là bằng A mũ căn 3. Đấy, xong. Ở dưới là chia cho A. Được chưa? Chia A. Ở đây là căn bậc 2 của gì? B trên A. B là mình là A mũ căn 3. Đúng không? Chia cho thằng gì em? Chia thằng A này. Căn. Căn bao nhiêu? Căn 10 thôi. Cứ căn 10 thôi thầy. Kết quả của các bạn là trừ 2,7. Ờ, trừ 2,7. Mình xem trừ 2,7 nó rơi vào đáp án nào nhá. Đáp án A là trừ 5 cộng trừ 5 cộng 3 căn 3 bằng, không đúng rồi, trừ 1 cộng căn 3, không đúng nốt rồi, trừ 1 trừ căn 3 chuẩn, trừ 2,73 chưa. Đáp án cần chọn là gì? C. Hết bài. Các bạn thấy nó hay không? Đấy, nó phải như thế nhá. Thì các bạn nào mà hiện tại sách đang được giảm giá, nó còn có 229.000. Và bạn nào mà mua cái combo cả có khóa học rồi ấy, lại còn combo khóa học rồi thì có 100.000 một cuốn. Còn bạn nào chỉ mua sách không thôi ấy, thì giá cuốn sách nó chỉ còn hơn 100.000 một cuốn, 135.000 một cuốn. Nếu các bạn mua combo nó rất là rẻ. Thì khuyên các bạn là nên sử dụng cả combo. Còn sách thầy viết như, hay như thế nào thì chắc là không phải quảng cáo nhiều. Bởi vì nó đã kiểm chứng từ chương hàm số rồi, đúng không? Các bạn xem like của thầy nhiều các bạn biết rồi, minh chứng điểm đại học rồi. Đấy. Rồi, câu tiếp theo. Hay đúng không? Câu 6 nào. Câu 6. Có nghĩ ra câu 6 không? Câu 6 nếu mà thích magic thì thầy magic, còn thích giải tự luận thì các bạn giải tự luận. Đấy. À, các bạn đấy, cún con xinh xắn. Giải tự luận đi thầy ơi, cô em không cho. Nếu như em mà là người có cái chữ người chia sẻ trên đầu ấy, các bạn có chữ người chia sẻ trên đầu, các bạn có quyền yêu cầu thầy là làm tự luận. Nhưng vì các bạn là không có chữ người chia sẻ trên đầu, các bạn lại yêu cầu thầy, thế thì lại vừa không trả học phí, đúng không? Vừa xem chùa lại còn đòi. Nếu bạn nào chia sẻ về đi, thầy sẽ dạy các bạn cả nhiều cách luôn. Các bạn yêu cầu như nào thầy chiều các bạn như thế. Đấy. Để cả kể cả các bạn yêu cầu thầy làm chồng các bạn, thầy cũng có khi là chiều các bạn luôn đấy. Nhưng rất tiếc các bạn quả kỳ bò. Nào, tiếp tục nào. Thầy có khóa off 11 không ạ? Có. Em cứ vào trang luyện thi tín đạt.vn là có nhá. Nào, câu này. Câu này. Đấy, có bạn ở đây là bạn Trầm Hưng, fan cứng cộng 1, tức là bạn ấy vừa là fan cứng. Bạn ấy lại vừa là người chia sẻ nên thầy sẽ chữa cả tự luận và trắc nghiệm nhá. Các bạn nghe này. Thầy chữa trắc nghiệm trước cho các em để các bạn nhìn. A của các bạn chỗ này nó bằng là 3 mũ 2. Là số 9. Đúng không? B các bạn là bao nhiêu? B các bạn là bằng 2 mũ 1 phần 2. Là căn 2 đấy. Thì các bạn thay thay này vào đây thôi. Tính toán. Thế là xong. Đúng không? Biến đổi là xong. Nào mình thay vào đây. Các bạn sẽ có 2 nhân log 3 của log 3 của 3A. Được chưa? Cộng log 1 phần 4 của B bình. Rồi ấn K thôi. K này. K ở đây mày hỏi A bằng bao nhiêu? A của mình là số 9, B của mình là căn 2, đúng không? Kết quả các bạn là 3 phần 2, đáp án cần chọn là C. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại câu ở trên bằng cách tự luận sẽ làm như thế nào nhé. Cách tự luận này, các bạn nhìn cái P của mình. Mình đã có B của mình mũ lên là bằng 3, B A mũ căn 3. Thì cái P ấy, nó bằng là log của căn B là A mũ căn 3 như thế này, chia cho A. Của căn bậc 2, B của mình là A mũ căn 3 chia cho A bằng log. Chỗ này các bạn nhìn nhá, căn bậc 2 A mũ căn 3 là A mũ phần 3 rồi. Còn căn 2 ở ngoài là nhân 1 phần 2 ở ngoài phát nữa. Mà chia cho A mũ 1 thì chia thì mũ nó trừ với nhau. Thấy chưa? Còn log của cái gì? Chỗ này là A mũ căn 3 là A mũ 1 phần 3. Chia cho A mũ 1 là trừ đi 1. Lại có căn bậc 2 ở ngoài là tất cả mũ 1 phần 2. Được chưa nhỉ? Rồi, chỗ này nó sẽ bằng bao nhiêu? 1 phần 6 trừ 1 là trừ 5 phần 6. Rồi, của A mũ bao nhiêu đây? Chỗ này là 1 phần 3 trừ 1 là trừ 2 phần 3. Trừ 2 phần 3 mà nhân cả 1 phần 2 là trừ 1 phần 3 thôi. Trừ 1 phần 3. Vậy đến đây các bạn vứt cái mũ ra ngoài.
Được chưa? Mất cái mũ ra ngoài. Nhá. Cái mũ ra ngoài đây. Được chưa? Mất mũ ra ngoài. À chết rồi. Lộn rồi, lộn rồi, lộn lộn. Nhìn. Nhìn nhìn lộn. Nhìn lộn, nhìn lộn, nhìn lộn. Đây thì nhìn lại cho các bạn, nhìn đoạn này cho nó rộng nhé. Nào, nhìn này, thầy nói cách tự luận cho các bạn. Ở đây thầy sẽ nói cho rõ hơn nhá. Cái B các bạn ấy là bằng A mũ căn 3 đúng không? Thầy thay vào đây thôi. Nhìn kỹ thầy làm chậm lại cho các bạn này. Log của bao nhiêu? Căn B. Căn B của mình là căn của A mũ căn 3 chia cho chỗ này là A. Được chưa? Căn bậc 2 của B, B là A mũ căn 3 thôi. Chia cho A. Thì bây giờ như này, bằng log của căn bậc 2 là A mũ 1 phần 2, vậy đây là căn 3 kệ nó nhá, căn 3 trên mấy? Căn 3 trên 2. Mũ 1 căn 2 là chia cho 2. Chia cho A mũ 1 là trừ đi 1. Được chưa nhỉ? Chỗ này tương tự thôi. A mũ căn 3 chia cho A mũ 1 là trừ đi 1 thôi. Lại có tất cả căn bậc 2 như thế này. Thì tất cả chỗ này là mũ 1 phần mấy? 1 phần 2 nữa. Ok chưa? Thì nhân ra, thằng này vứt ra ngoài, thằng này vứt ra ngoài là căn 3 trừ 1 chia 2. Được chưa? Nhân với cả thằng này để dưới mẫu là 1 chia cho căn 3 trên 2 trừ 1. Đến đây các bạn bấm máy đoạn này ra là xong nhá. Quy đồng lên là bằng căn 3 trừ 1 trên 2 này. 2 chia một số nhân nghịch đảo thôi, căn 3 trừ đi 2. Ok chưa? Rút gọn thôi. Rồi, đến đây thì các bạn có thể nhân liên hợp. Đấy, nó ra trừ 1 trừ căn 3 chưa? Hai này chia nhau. Nó ra là bằng trừ 1 trừ căn 3. Thấy chưa? Đấy, kết quả y như chúng ta làm ở máy tính là đáp án C. Nhá, đây là cách tự luận. Đấy, các bạn nhớ cách tự luận nhá. Đấy, đừng có bắt thầy nói lại. Nhá, xong rồi, hết. Tiếp tục nào. Câu số 7. Nào các bạn không không chửi bậy trong này nhá. Bạn nào chửi bậy thì block anh nhá. Rồi, tiếp tục này, câu 7. Tí còn tua lại xem lại được. Các bạn cứ xem về là xem lại được mà. Đúng không? Câu 7 nào. Log 3 của x bằng alpha, log 3 của y bằng beta, mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? Ok. Nào các bạn có muốn thầy hack câu này không? Muốn hack không? Nếu các bạn muốn thầy hack câu này, các bạn comment cho thầy một chữ là hack thôi. Hack thôi. Để thầy hack luôn cho bạn câu này. Bảy D à? Rồi, chào Minh Quang nhá. Rồi, hack đúng không? Bây giờ ta xử lý câu này như sau. Hack bị ban à? X của mình là bằng 3 mũ alpha. Em nhìn kỹ, x là bằng 3 mũ alpha. Y bằng gì đấy? 3 mũ beta. Nói chung là nhiều đứa rất sợ mấy cái thằng công thức. Nó rốt rồi. Bởi vì cái trường này trường rất dễ ăn điểm. Thằng nào có nhìn công thức nhiều nó sợ. Thế là nó ngu rồi. Bởi vì cái phần này ấy, là phần cho điểm đấy. Mà lười học nữa thì đến chịu nhá, đến chịu luôn. Ok, thầy chữa cách tự luận cho các em vậy. Rồi thầy chữa cách trắc nghiệm cho các bạn. Nhớ câu 10 chúng ta sẽ có mini game nhá. Ở đây thầy sẽ có như sau. Log của 27 này, nhìn kỹ nhá. Của căn bậc 2 của x chia cho y, tất cả mũ 3 đúng không? Bằng log 27. Tức là giải tự luận nó sẽ lâu hơn, nhưng tí nữa thầy bật mấy cách trắc nghiệm nó hay ho á. Căn của x của mình là bằng 3 mũ alpha chia cho y của mình là 3 mũ beta. Được chưa nhỉ? Tất cả mũ mấy? Mũ 3. Được chưa? Thế bây giờ 27 ấy, các bạn đưa về câu số 3 cho thầy. Là 27 nó chính là 3 mũ mấy em? 27 là 3 mũ 3. Được chưa? Căn bậc 2 của 3 mũ alpha là 3 mũ gì em? Alpha chia 2.
đúng không? Trừ đi beta. Đấy. Xong, tất cả lại mũ 3 nữa. Tất cả mũ 3 thì nó lại nhân mấy? Nhân 3 ở ngoài phát nữa. Mũ nó nhân 13 nữa nhá. Rồi đến đây các bạn vứt hết mũ ra ngoài thôi. Vứt cái thằng này ra ngoài. Đúng không? Vứt cái mũ này ra ngoài là alpha. 3 lần alpha. Ở trên 2 trừ đi 3 lần beta. Rồi, nó lại vứt 3 thằng này ra ngoài, nó ở dưới mẫu. Thằng này nằm trên từ, thằng này ở dưới mẫu nhân 1/3. Để rút gọn đi còn alpha trên 2 trừ đi thì thôi. Trừ đi beta thôi. Vậy đáp án cần chọn là D nhá. Không khó. Rồi thì bây giờ thầy sẽ hack cho các bạn. Nghe nhá, bắt đầu đến màn ảo thuật bắt đầu. Không có gì cao siêu đoạn này cả ấy. Và các bạn quan trọng là như này thôi. Các bạn không biết x y bao nhiêu đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm động tác là gắn. Thầy giải nhanh quá, không phải đâu. Bạn là tên là gì nhỉ? Diệp Hạ Vi. Đấy, không bao giờ chịu chia sẻ, ngồi nghe lại thế này thì bảo thầy dạy nhanh, không phải thầy dạy nhanh đâu mà là do não em nhảy số chậm thôi. Thầy giảng rất là chậm rồi đấy. Quá dễ, cái này nó dễ như ăn kẹo. Nào bây giờ như này. Thầy biết thừa chỗ này là x của mình là 3 mũ alpha. Y là bằng 3 mũ beta, đúng không? Rồi, thì bây giờ chia sẻ và để công khai nó mới ra chữ người chia sẻ hai ngày. Bây giờ thầy sẽ chọn nhá. Alpha là bằng số 2 đi và beta là bằng số 3 đi, đúng không? Thì suy ra cái x của các bạn ấy là bằng 3 mũ 2. Y các bạn là bằng 3 mũ mấy? 3 mũ 3. Được chưa? Thầy nhập vào thôi. Nếu như hai về nó trừ nhau bằng 0 ấy thì nó mới là đáp án đúng. Hay là bằng nhau là đáp án đúng. Ví dụ thầy thử đáp án D các bạn nhìn này. D nhá. Thầy nhập vào thôi. Log 27. Câu số 27 của căn bậc 2 của x đúng không? Chia cho y. Trừ đi thằng bên này là trừ đi alpha, thì gọi là a chia 2. Chuyển b sang là cộng b thôi. Ấn K này. Nó hỏi x là bao nhiêu? X của mình là 3 mũ 2 đúng không? Y là bao nhiêu? 3 mũ 3 đúng không? A là gì? A là 2. B là gì? B là 3. Thay 3 vào. Bằng bằng bao nhiêu? Thế mình nhầm nhầm chỗ nào không nhỉ? À, chỗ này thì thiếu mất một thằng mũ 3. Thầy thiếu mũ 3. Để có thằng mũ 3 nữa thầy nhập thiếu. Mũ 3, xong, ấn bằng này. Đấy, bằng không chưa? Các bạn thấy bằng không chưa? Đấy, bằng không ngay. Lấy hai vế trừ nhau bằng không là đáp án đúng, vậy đáp án cần chọn là D luôn. Rất đơn giản. Còn nếu như các đáp án khác thì sao? Ví dụ đáp án B này, các bạn thấy sai ngay này. Mình nhập chỗ này đoạn đầu rồi nhá. Trừ A trên 2 trừ B đúng không? Trừ B này. Ấn can thôi. K nhân nhập lại này, x của mình là 3 mũ 2 này. Đấy, y mình 3 mũ 3 này. A của mình là alpha bằng 2 này, alpha bằng 2 này. Đúng không? Beta bằng 3 này. Và bằng một cái. Nó không ra số 0 là sai chưa? Là sai, nó phải ra số 0 cơ. Đó đáp án D, hết bài. Đấy, chọn chọn một tí là xong. Các bạn đã hiểu cách chọn chưa? Chọn một cái xong rồi thay vào đáp án. Từng đáp án là xong. Nếu các bạn đã hiểu rồi, các bạn comment em hiểu rồi với thầy nhá, để thầy next cho các bạn sang câu số 8. Em hiểu rồi. Nếu mà comment thầy béo quá đây, thằng Bùi Tuấn. Nếu mà comment không ai chê chê là béo quá cả. Chứ thằng này nó rất vô duyên. Không được nói người khác béo. Đúng không? Ví dụ các bạn gặp một bạn gái của bạn, người yêu các bạn ấy. Người yêu các bạn hôm nay cứ lỡ lên cân mà người yêu các bạn đừng có nói là sao anh béo thế hay là em béo thế, không phải là sao hôm nay nhìn em có da có thịt thế, hôm nay nhìn anh phúc hậu thế, hôm nay nhìn em nó có sự đẫy đà thế đấy, nó phải khen như thế, béo thế, mẹ khác đéo con lợn, không được chê như thế nhá. Thế là vô duyên đấy. Thế là vô duyên đấy. Nào, câu 8. Đề chính thức của năm 2020. Mã đề 104. Mã đề 104, giá trị biểu thức A nhân B bình phương bằng bao nhiêu? Nào, bây giờ như này nhá. Lại comment thầy.
U thế. Bây giờ như này. A nhân B bình phương bằng bao nhiêu? Thì các bạn nhớ một công thức cho thầy này, A mũ log B của C thì bằng C mũ log P của A. Các bạn nhớ công thức này nó bằng gì đây? Là ABC, các bạn nhớ thứ tự nhá. ABC thì bằng CBA. Được chưa? Thì bây giờ thầy sẽ đổi này. Cái mũ log đổi hai vị trí hàng ngang nhau, các bạn sẽ có A bình B. Đấy, mũ tất cả mũ log 3 của 9. Được chưa? Bằng 4A mũ 3. Mà log 3 của 9 thì nó bằng số mấy kem? Số 2. Bạn nào mà không biết ấy, không nhầm được ấy, không nhầm được 3 mũ 2 bằng 9 ấy thì em nhập vào là log 3 của 9 bằng số 2. Nó hơi cùi nhưng mà thôi cho nó chắc chắn. Đến bây giờ vẫn còn đứa mà bấm 5 trừ đi 6 bằng bao nhiêu, nó vẫn còn bấm máy tính cơ mà. Tao đến chịu luôn. Thì ra này rút gọn này, đúng không? Thì này rút gọn mất đi luôn, vậy suy ra B các bạn sẽ bằng mấy A? 4A. Được chưa nhỉ? B bằng 4A. Thế rồi, thiếu bình phương. Thiếu bình phương. Lộn 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 lộn. Vậy chỗ này các bạn sẽ có là A mũ 4. Thầy sẽ rút gọn nhá, A mũ 4 nhân B bình phương nó bằng là 4A mũ 3. Vậy các bạn rút gọn đi thôi. Được chưa? Rút gọn đi thôi. Rút gọn đi thôi. Vậy các bạn rút gọn nhá, là cái gì đây? A mũ 4 gạt A mũ 3 là rút gọn rồi. Các bạn sẽ còn A nhân với cả B bình phương ấy nó bằng số mấy? Số 4. Vậy A nhân B bình chỗ này bằng số 4 chưa? Vậy đáp án cần chọn là gì? Là A. Rất dễ. Nha. Rồi, xong nhá. Thiếu bình phương. Rồi, đáp án A. Câu số 9 nào, đây là đề minh họa của Bộ Giáo dục năm 2020 lần số 2, sắp đến câu 10 rồi, câu 10 mình mini game. Log 3 của 3 mũ A nhân B 9 mũ B bằng log 9 của 3. Được chưa? Rồi, tương đương ở đây thầy sẽ có chỗ này log mà nó được phép nhân với nhau, công thức này. Vừa giảng thì còn vừa nói công thức đấy, trong khóa Live Pro thì cũng nói cho các em đấy. Log A của B nhân C thì nó chính là log A của B mà cộng với cả log A của gì? Của C. Thì chỗ này là log 3 của mấy? Log 3 của 3 mũ A cộng log 3 của 9 mũ B bằng log 9 của 3. Đúng không? Vậy tương đương thầy vứt được cái mũ ra ngoài này. Đấy, thầy vứt được cái mũ ra ngoài này. Thì các bạn sẽ còn là A nhân log 3 của 3 là bằng số 1 rồi. Cộng với cả B nhân với cả log 3 của 9 là bằng số 2. Còn chỗ này là bằng 1 phần 2. Nếu bạn nào không nhầm được thì các bạn lại bấm thôi. Log 9 của 3. Đó, căn bậc 2 của 9 là 3, là 1 phần 2 đấy. Được chưa? Vậy các bạn quy đồng lên thôi. Là 2A cộng 4B nó bằng số 1. Đúng không? Đáp án cần chọn là D. Dễ như ăn kẹo à. Con này không cần gì phải bấm máy tính, bấm thì bấm được thôi, nhưng mà bấm nó dở ra là nó cùi đấy, bấm người ta chửi mình chết. Đấy, câu này, câu 10 nào, đề tham khảo lần 2 của năm 2017 nào. Xong câu 10 mình mini game nhá. Nào các bạn thấy cái mũ to như này, các bạn mà cùi đấm ăn xôi ấy, các bạn nhập vào máy tính ấy, máy tính báo lỗi luôn, báo lỗi luôn, nhớ chưa? Báo lỗi luôn. Vậy ở đây chúng ta sẽ có hai cách để các bạn làm. Cách 1 là thầy sẽ giải tay cho các bạn, và cách 2 thầy dùng Casio. Cách 2, tức là thầy thích Casio hơn, nó nhanh hơn. Nào. Cách 1 trước nhá, cách 1 này, chúng ta cùng nghe. 7 cộng 4 căn 3. Chỗ này là 2017. Vậy khi không bấm máy tính được ấy, các bạn bấm trực tiếp luôn không được đâu. Phải có cái mẹo để mà bấm. Thì chỗ này là 2016, tách ra cho mũ nó giống nhau. Nhân với cả 4 căn 3 trừ 7 mũ 2016. Các bạn là ô sao có giống đâu, chỗ này 2017 sao thầy ghi là 2016. Đúng rồi, thầy nhân thêm một thằng nữa là 4 cộng căn 3 mũ 1 thôi. 2016 cộng 1 là 2017 chưa? Để thầy làm gì? Thầy gộp hai thằng này với nhau này. Đấy, 4 căn 3 trừ 7 với nhau. Chỗ này là tất cả mũ 2016 nhân với cả 7 cộng 4 căn 3 thôi. Cái cụm này là bằng bao nhiêu thầy bấm máy tính? Chỗ này là 7 cộng 4 căn 3 nhân với cả 4 căn 3 trừ đi 7 bằng, nó là số âm 1 đúng không? Âm 1, nó là số âm 1. Cái này là âm 1 rồi. Nếu nó bằng âm 1 mũ 2016 thôi. Nhân 7 cộng 4 căn 3 mà âm 1 mũ 2016 nó là số 1 thôi. Vậy nó vẫn là 7 cộng 4 căn 3 đúng không em?
Đáp án C. Rồi, vậy thì cách bấm máy tính nó như thế nào? Đấy, bấm máy tính các bạn nhìn cách bấm nhá. Đó là chúng ta đừng có nhập 2017 vào. Đây thầy giả sử thầy của đấm ăn xôi đi, thầy nhập mũ 2017. Có trích. Và những trích này trong cái cuốn 7 ngày đạt điểm tối đa hàm số. Link đặt sách các bạn cứ vào ở trên phần caption nhá. Hoặc là các bạn inbox cho thầy cũng được. Nào ấn bằng này. Máy rút ngay, nó báo lỗi ngay. Báo lỗi ngay lập tức này. Thấy mũ to quá, máy tính không tính được. Vậy các bạn giảm đi. Mũ 17 thôi và mũ 16 thôi. Ấn bằng một cái. Kết quả ra 13,9. Mình bấm xem đáp án ra 13,9. Nếu như là mũ to thì nó phải ra thằng này mũ 16 cơ. Nhưng nó chắc chắn không phải đáp án D rồi. Thử đáp án C nhá, xem đúng ra 13,9 không nhá. 7 cộng 4 ngăn 3 này. Bằng. Đúng 13,9 chưa? Chuẩn chỉ luôn chưa? Đó. Vậy đáp án cần chọn là C. Vậy cái mũ to này nó để làm gì? Nó lòe mình đấy. Nên bài học rút ra từ câu 10 là gì? Là nhiều đứa nhìn nó rất là màu mè. Rất là màu mè, nhìn rất là sang chảnh. Nhưng mà ở trong chẳng có cái vệ gì cả. Không có cái vẹo gì luôn. Nhớ chưa? Mua sách lậu á? Ừ. Thế các bạn cứ mua sách lậu thôi. Sách lậu thì cái nhược điểm là gì? Thứ nhất là các bạn không được vào app. Và app để các bạn hỗ trợ từ đầu năm đến cuối năm. Có người hỗ trợ các bạn cũng không hiểu bài, có người hỗ trợ các bạn. Đây thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn vào app, các bạn có đề kiểm tra, có video chữa, đúng không? Đấy. Làm cả trắc nghiệm nữa. Mà những bạn mà ở trong nhóm ấy, khi mua combo ấy, các bạn còn được nhận thêm nhiều tài liệu nữa. Bộ tài liệu mà thầy update từ giờ đến cuối năm. Mà các bạn mua sách lậu nó không có. Mà sách lậu chất lượng nó xấu. Mà tại sao mình cứ phải dùng lậu như thế? Cái đấy là có nghiệp đấy. Các bạn tạo nghiệp đấy. Thì làm gì có ai còn dám sản xuất cho các bạn mà các bạn dùng nữa. Đúng không? Ví dụ như này. Về sau em sản xuất được đấy, một cái hàng hóa nào đó. Hàng hóa các bạn rất tâm huyết ở trong cái này rồi, đúng không? Rất tâm huyết. Xong cuối cùng có một thằng nó nhãi các bạn. Nhãi y hệt lởm, nhưng mà nó lởm hơn. Lởm. Nó bán cho người khác. Nó ăn cắp hết chất xám của các bạn. Gọi là ăn cắp chất xám ấy của các bạn. Xong đó thì nó bán. Đấy. Thì đâm ra các bạn không bán được. Thì các bạn không muốn sản xuất hàng hóa nữa, có đúng không? Vậy thì tự nhiên mà mình đang tạo điều kiện là thu chột nhiều tài năng đi rồi. Nên lúc nào cũng thế. Thầy mua sách vở, mặc dù có hết cái bản PDF ở trên mạng ấy, người ta share hết mà, kể cả sách nói cũng thế. Nhưng mà thầy đều mua bản bản gốc về để đọc. Bởi vì như thế ủng hộ tác giả có động lực mà làm chứ. Lúc nào cũng cho tình trạng là mình muốn ăn cắp, ăn trộm người khác. Hay là các bạn muốn muốn chỉ muốn lợi cho mình mà không bao giờ nghĩ người khác. Những thành phần đấy, chung là pha ke, người pha ke để sống được. Cái khóa tổng ôn và luyện đề pro chỉ là 3.6, hiện tại là đang được giảm giá đấy, còn 900.000 thôi. Các bạn đăng ký thì đang ưu đãi trong tháng này. Đấy, tại sao ưu đãi trong tháng này thì thầy nói rồi ở trên fanpage rồi. Các bạn thứ nhất là được vào nhóm nhóm kín này, có hai nhóm kín đang gần 17.000 bạn rồi. Và giá gốc khi mà hết khuyến mãi nó sẽ là 1.800.000 một khóa, được chưa? Và các bạn được tặng thêm cả một app thi thử trên này, có đáp án chi tiết, có video chữa cho các bạn và kiểm chứng tại sao khóa này hiệu quả. Thì đây các bạn tự nhìn ở trong cái feedback của các anh chị khóa 2K2 lần trước là 95% trên 8 điểm và trên 50% được trên 9 điểm. Và tại sao đề nó sát sàn sàn thì các bạn tự vào đây các bạn xem. Các bạn có thể vào trang là luyenthitiendat.vn và nhìn trên caption có cái link ấy là các bạn tự xem được. Khóa này dạy lại từ đầu các chuyên đề cho các bạn luôn, kể cả những bạn mất gốc. Đấy, cam kết với các bạn là được từ 7 đến 10 điểm. Được chưa? Và lịch học như thế nào trong này nó ghi hết cho các bạn rồi. Đấy, các bạn nào vào sau mà bị trùng lịch học có thể xem lại được thoải mái nhá. Trên này tất cả các phương pháp tự luận, trắc nghiệm đều có hết và được tặng cả khóa hình không gian lấy gốc cho các bạn và có cả sách đi kèm, có app và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 2021. Được chưa? Thì các bạn đăng ký ở trên này cho thầy nhá. Đấy. Học thôi, vì tương lai vào đại học. Nói chung là cái thời gian đầu ấy các bạn học càng sớm loga, các bạn càng lợi để nó nhàn hạ. Sau đó mình sang tích phân. 11 nào. 11, 11. Đề trung học phổ thông quốc gia năm 2017 mã đề 105. Nào, con này xử lý như nào? Con này nên hack thì nó nhanh hơn. Hack thì nó nhanh hơn. Chúng ta cùng hack nhá. Các bạn nhìn cách hack này. Cách hack này.
hack nhanh là thấy tay mà. Các bạn bước 1 hack nhá. Các bạn cho A của chúng ta ấy, nó bằng là x đi. B của mình ấy, cho bằng số 10. Vậy các bạn phải nhập vào máy tính ấy, nhập là gì đây? X bình này cộng 10 bình này chuyển ra một vế trừ 8, A là x, B là 10 đúng không? Số ấn shift can. Shift can thì các bạn sẽ được A của mình bằng bao nhiêu? B bằng số 10. Rồi, thử bấm nào. X bình này đúng không? Cộng 10 này. 10 bình phương này trừ đi 8 x nhân 10 đúng không? Ấn shift can, cho x bằng bao nhiêu cũng được, thoải mái đi. Đợi máy tính giải ra cho các bạn, nó ra 1,27. Rồi, máy tính ra được 1,27. Sau đó các bạn sẽ có bước số 2 là lưu giá trị vào A và B. Nào lưu nhá. Thầy lưu vào A, cách lưu như sau, các bạn nhìn cách lưu, các bạn sẽ ấn cho thầy là ấn shift store store này. Đấy, rồi chọn A. Nó lưu vào A. Đến B nhá, B là số 10 đúng không? Nhập số 10 ấn shift store. Các bạn thấy chữ store ở đây không? Đấy, chọn B. Nó tự sang sang B. Thấy không? Nó sẽ 10 sang B là lưu thành công rồi. Sau khi lưu thành công xong ấy, bước 3 là kiểm tra từng đáp án. Đúng không? Kiểm tra từng đáp án. Đáp án A này mình nhập vào thôi, log A cộng B. Cộng B trừ đi 1/2 log A cộng với cả log B. Ấn bằng một cái. Kết quả là 1/2, sai rồi, nó phải là bằng 0 cơ, hai vế bằng nhau phải bằng 0 cơ. Rồi đến đáp án C nào. C là log AB của chúng ta trừ đi 1/2 của 1 cộng thêm, nó đáp án A nên cộng thêm 1 thôi, ấn bằng một cái. Kết quả đúng bằng 0 luôn. Vậy chuẩn đáp án gì em? C. Hết bài. Đó, chuẩn C. À, đáp án C nhá. Đấy, đây là cách hack cực kỳ easy. Các bạn có hiểu cách hack này không? Hiểu không? Hiểu không? Và bạn nào mà lỡ có đã có sách 7 ngày đạt điểm tối đa mũ và logo rồi nhá, các bạn muốn xem đấy, đề thi đại học đấy, nó đều nằm ở trong cuốn này hết. Đây thì mở cho các em xem. Cái phần này là phần biến đổi logo đúng không? Các bạn mở cái trang logo ra. Mở logo ra nó ở cái dạng số 4 là biểu diễn logarit con nhiều hay giá trị logarit khác. Đây. Đấy, có hết cho các em này. Ví dụ đây là đề 2017 mã đề 101 này, à 110 này. Nó cho biểu thức đúng không? Tính ra A và B. Tự luận này, trắc nghiệm này, màn hình hiển thị như nào? Đúng không? Nhập vào cho y bằng 10 các thằng còn lại. Tùy ý các bạn ra được ngay x rồi ấn store này, shift store này để lưu vào A. Ui cẩn thận lắm luôn ý. Trời ơi, thế này mà không hiểu và không 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 làm được bài nữa thì thật là có lỗi, đúng không? 580 thì nhập như nào này? Đó. Đấy 580 có nhá, cả 570 có nhá. Máy nào cũng có luôn. Nên đọc kỹ cho thầy, đừng bỏ lỡ một trang nào trong cuốn này. Thế là mình pro rồi. Xong 11. À các bạn thích tự luận à? Tự luận à? Được, tự luận, có tự luận. Tự luận thầy chữa nhanh thôi nhá. A bình cộng B bình bằng 8AB. Thầy sẽ làm động tác như sau, thầy đưa về hằng thức, thầy có A cộng B ở đây. Thêm 2AB vào cả hai vế. Thêm 2AB ở bên vế phải nữa là 10AB. Được chưa? 10AB. Thì tương đương ở đây là A cộng B tất cả bình phương nó sẽ bằng 10AB. Thầy sẽ đi logarit hai vế. Log cơ số 12 vế đúng không? Log 10 của A cộng B tất cả bình phương bằng log 10 của AB. Thì tương đương ở đây 2 vứt ra ngoài này là 2 nhân log cơ số 10. Đó, là ghi log thôi. Bằng log 10 cộng với cả log A cộng với cả log B. Thì bây giờ log A cộng B các bạn sẽ bằng log A cơ số 10 của 10 là bằng 1 đấy. Thì chia hai vế cho hai bên này, 1/2 thôi, 1 cộng log A cộng log B, đáp án C. Đấy. Đấy, giải tay. Các bạn thấy hack không? Thần sầu không? Khi các bạn thuộc công thức rồi, nó sẽ như thầy. Đạt đến level như thầy thì các bạn quẩy nhẹ nhàng một tí là xong nhá. Rồi, đổi hai giá trị AB thoải mái, không sao cả. Câu 12. Đấy, câu 12 mình cũng hack thoải mái luôn. Thì hack cho các bạn nhìn câu 12. X bình này cộng 9 y đúng không? Cho bằng số 10 thôi, 10 bình đây. Chuyển vế trừ đi 6 x y, 6 x y là bằng số 10. Được chưa? Nhập vào shift k này. Mọi x bao nhiêu cho số 1. Đợi máy tính giải ra cho các bạn.
x y bằng 10 đúng không? X bằng bao nhiêu? X bằng 30 này. X bằng 30. Sẽ nhờ x bằng 30, lưu nó vào thôi. Lưu vào là ship store chọn x. Giờ nó lưu lưu vào 10 nhá, các bạn lưu vào y 10 ship store y. Lưu không chưa? Lưu xong các bạn bấm vào thằng này cho thầy thôi, biểu thức m này. Thầy bấm như sau. 1 cộng log 12 của x cộng log 12 của y chia cho 2 nhân log 12 của x cộng 3y ấn bằng. Kết quả ra số 1, đáp án D. Số 1, thấy không? D. Hay không? Hay thì phải vỗ tay. Xem thì hay phải lưu lại xem đi. Xem thì cho nó xem đi không? Được chưa? Các đề của thầy đây, Hùng Phúc có cái gì ấy, nó ghi cái chữ gì tạo chả đọc được, toàn yêu cầu, những yêu cầu có chịu xe bao giờ về đâu. Thầy nâng cấp dần dần trong những buổi đầu làm sao mà thầy cho các bạn hết đi câu vận dụng cao luôn được. Chúng ta phải đi từ cơ bản chắc chắn, từng buổi live 1 thì các bạn mới học giỏi được, đúng không? Chứ các bạn chỉ nghĩ cho bản thân mình là không được rồi. Từ từ đâu sẽ có đó, như hàm số các bạn thấy không, hàm số lúc đầu là thầy sẽ like như nào nhỉ? À, sự biến thiên này, không chứa m này, rồi thì sự biến thiên chứa m này, trong sự biến thiên hàm hợp này, sự biến thiên hàm hợp lại còn chứa trị tuyệt đối này, nó cứ nâng cấp dần 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 lên nó mới được đạt đến cái level là mày khó. Chứ thầy cho mấy bài khó luôn thì đơn giản quá, làm được ngay nhá. Rồi, bye bye. Rồi chào Nguyễn Thái Dương nhá. Câu tiếp theo nào. Câu tiếp theo, biểu diễn log 6 của 45 theo A và B để đề minh họa lần 1 năm 2017. Toàn đề bộ giáo dục thôi. Chúng ta cứ phang đề bộ giáo dục là sát nhất rồi. Hai mũ A. Đúng không? Đấy, hoặc là các bạn để nguyên như sau. A của mình ấy, mình nhập là log 2 của 3. Các bạn lưu vào A đã. Ship store A. Đúng không? Log 5 của B là log 5 của 3. Ship store B. Mình lưu rất là nhanh. Lưu vào B chưa? Lưu xong các bạn bấm log 645 xem nó bằng bao nhiêu. Mình biểu diễn thôi. Nó phải ra được số là 2,12. Mình xem đáp án nào nó ra 2,12 các em nhé. Đáp án A nào. Là ở đây mình có A cộng 2AB chia cho AB ấn bằng. Không ra 2,12 rồi là sai rồi. C nào. C là A cộng với cả 2AB chia cho AB cộng B bằng. Ô chuẩn 2,12, đáp án cần chọn là C. Ố, nhanh chưa? Đấy, nhanh chưa? Cái dạng này nó là dạng nào nhỉ? Dạng này nó là dạng ở trang 35. Không phải 35 đâu, 39. 39, đây, nó là cái dạng này. Bạn lên 103. Các thấy không? Cho A, log 3 của A bằng 2, log 2 của B bằng 1/2. Giải tay như này đúng không? Bằng máy tính đây, quy trình lưu này, store này, hay store B này, thử từ đáp án như nào. Đó. Vẫn là cuốn này. Bây ngày đặt điểm tối đa mũ và logarit. Rồi, xong nhé. Mười bốn nào. 14. Để minh họa 2020 lần 1, x y là số thực dương thỏa mãn log 9 của x bằng log 6 của y bằng log 4 của 2x cộng y. Giá trị x trên y bằng bao nhiêu? Nào, đấy các đồng chí mà muốn đấy làm mấy bài khó khó, comment cho thầy đáp án câu 14 đáp án gì nào. Comment app khoa học và app mua sách là một. Đúng rồi, nó là một cái app, nhưng trong cái app đấy lại có nhiều tính năng khác nhau. Cái app có thể có nhiều tính năng khác nhau, tức là khi các bạn mua sách thì các bạn được add vào cái lớp theo tính năng của sách, còn các bạn mà mua khóa học thì lại add theo một cái lớp là theo tính năng của khóa học. Tức là nó trong cái app nó chung đấy, nhưng mà nó có nhiều lớp khác nhau để cho nó phân ra cho các bạn. 14 nào. 14 B. Có bạn comment đáp án B. Nào bây giờ bài này chúng ta xử lý như nào đây? Những cái bài mà các bạn có nhiều loga nó bằng nhau như này, hay nhiều mũ nó bằng nhau ấy, thì đấy là những cái bài toán mà chúng ta đi gọi là mũ hóa. Thầy sẽ đặt hết tất cả thằng này bằng T, thì
thì tụi em suy ra ba thằng này ấy, thì x các bạn sẽ bằng là 9 mũ t, mũ lên cho thầy. X là bằng 9 mũ t. Y của các bạn là bằng 6 mũ t nhá, 6 mũ t. Chỗ này các bạn sẽ có 2x cộng y là bằng 4 mũ t, mũ nó lên cho thầy. Được chưa? 4 mũ t. Thì đến đây các bạn sẽ thế hai thằng này này vào trong này để các bạn ra. Tương đương các bạn sẽ có 2x là 2 nhân 9 mũ t cộng y, y của mình là 6 mũ t bằng 4 mũ t thôi. Được chưa? Thì đối với những cái bài mà phương trình mà có ba cơ số khác nhau như này thì các bạn giải như nào? Đúng không? Thì các bạn nhìn nhá. Khóa cái cuốn sách 7 ngày đại tuyển tối đa mũ và loga, các bạn mở cho thầy cái phần phương trình nha. Phương trình nha, phương trình mũ của chúng ta là trang 100. Đấy, trang 100. Mình xem các dạng nhá. Xem các dạng nhá. Đây dạng là ẩn phụ. Là ẩn phụ này, đó. Nó là dạng này này, che vế cho b mũ 2 epic. Được chưa nhỉ? Rồi đặt a trên b mũ epic là bằng t. Thì ví dụ trong này cũng rất là đầy đủ. Ok, để phần đặt ẩn phụ. Này, phần đặt ẩn phụ. Chưa, phần đặt ẩn phụ nhá. Tự mở phần đặt ẩn phụ ra. Rồi, bây giờ các bạn cùng nhìn cách để xử lý như sau. Ở đây chúng ta sẽ chia hai vế cho thằng lũy thực. Khi ba cơ số nó giống nhau này thì khuyên các bạn nên chia cho thằng bé nhất. Thứ các chia lớn nhất cũng được thôi, nhưng mà chia bé nhất thì nó dễ hơn. 2 x 9 phần 4 tất cả mũ t cộng 6 phần 4 tất cả mũ t trừ đi 1 thôi bằng 0. Vậy 4 mũ t trên 4 mũ t bằng 1. Thì bây giờ các bạn sẽ để ý một chút là 6 phần 4 nó là 3 phần 2. Còn 9 phần 4 ấy không rút gọn được, nhưng mà 9 phần 4 thì bản chất là 3 phần 2 tất cả gì em? Bình phương mũ 2t trừ 1 bằng 0. Vậy đến đây các bạn ra đặt ẩn phụ thôi. Các đặt ẩn phụ này, ra đặt 3 phần 2 mũ t ấy, đúng không, là bằng u chẳng hạn, đây là bằng u. Tức là điều kiện là u phải dương 0 rồi, a mũ x luôn dương. Vậy phương trình tương đương như sau là u bình này cộng u trừ 1 bằng 0, đúng không? Các bạn bấm máy tính cho thầy, đây là 2 u bình số 2, đúng không? Đấy, các bạn sẽ có hai nghiệm, một đấy là u các bạn bằng âm 1, được chưa? Hai là u các bạn sẽ bằng 1 phần 2. Âm 1 là loại rồi, bởi vì u phải là số dương. 1 phần 2 thì các bạn ra được ngay, u của chúng ta là 3 phần 2 mũ t bằng 1 phần 2 thôi. Sẽ nhả bằng 1 phần 2. Vậy suy ra t các bạn sẽ bằng log 3 phần 2 của 1 phần 2. Có t rồi, bây giờ người ta hỏi các bạn một câu ấy là x trên y bằng bao nhiêu. Đấy, các bạn nhập vào đây thôi, 9 mũ t trên 6 mũ t, đúng không? 9 mũ t trên 6 mũ t. Được chưa? Với t của chúng ta nó chính là log 3 phần 2. Log 3 phần 2 của 1 phần 2. Thì của 1 phần 2 nhập trong can ấy, các bạn phải ấn như sau. Shift với cả nút mở đóng ngoặc đơn này này. Shift và đóng ngoặc đơn có dấu phẩy của 1 phần 2 em nhập vào đây. Đấy, ấn bằng thôi. Kết quả các bạn sẽ ra 1 phần 2. X trên y 1 phần 2. Được chưa nhỉ? Đáp án cần chọn là đáp án B. Hiện tại. Đấy, bấm máy tính như thế, các bạn đã hiểu chưa? Tải app của gì á? Các bạn nào mà có mua bộ sách thì thầy có hướng dẫn các bạn cách tải app đấy. Hoặc các bạn vào luôn app vào cái trang luyện thi tiến đạt .vn ấy, luyện thi tiến đạt .vn, các bạn kéo xuống cuối cùng ấy, nó có phần tải app. Được chưa? Rồi. Đấy, thì xong dạng đầu tiên cho các em rồi nhá. Đấy, đây là biến đổi. Bây giờ chúng ta sang phần phương trình này. Nào, mình nhìn các dạng bài. Ngày hôm nay các bạn học, nhìn lại một lần nữa nhá. Đây, nhìn lại lần nữa này. Chúng ta đã xong dạng 1 rồi, là công thức lũy thừa mũ và loga. Sang dạng 2 là phương trình mũ và loga. Xong rồi đến các phần phương trình và bất phương trình chứa mơ nữa cơ. Nó mới thú vị nhá. Mới hack nó mới hay, hack nó mới đỉnh. Rồi, câu tiếp theo. Có trắc nghiệm không ạ? Có. Nhưng mà thôi, không bật mí hết cho các em được, đúng không? Và đảm bảo quyền lợi cho các bạn mua sách nữa. Nói chung là cách tự luận thì thầy vẫn khuyến khích các bạn hơn. Cách trắc nghiệm thì nó cũng ra thôi, nhưng mà nó lâu hơn. Nó không đến độ quá lâu, nhưng mà khuyến khích các bạn cách này hơn. Chị nhỉ? Mất thời gian lắm. Câu tiếp theo là 15, dễ quá. Đề thi chủ quốc gia là 2017. À, 2020 vừa thi xong.
đúng không? 3 mũ x cộng 2 bằng 27, mà 27 ấy, biết thừa nó 3 mũ mấy? 3 mũ 3 thì cho hai cái mũ nó như nào? Bằng nhau. Tức là x cộng 2 các bạn sẽ bằng số mấy? Số 3 và x bằng 1 thôi. Đúng không? Đáp án D sẽ ở như ăn kẹo. Câu 16 thật nhanh. 27 cũng là 3 mũ 3 chưa? Vậy x trừ 1 nó bằng 3 thôi. Vậy x bằng mấy? X bằng 4 đúng không? Xong, thằng này. Câu này thì tích tắc là mình phải làm nhanh. 17. Đề chung có ra 2020 mã đề 103 log của 2x trừ 2 bằng 3. Vậy thì điều kiện là x trừ 2 phải lớn hơn 0, tức là x các bạn phải lớn hơn 2. Điều kiện tiếp theo là x trừ 2 các bạn sẽ bằng 2 mũ 3. Vậy tương đương x các bạn sẽ bằng 10 thôi. 2 bằng 8, 8 bằng 2 là 10. 10 thỏa mãn đâu? Thỏa mãn x lớn hơn 2 đúng không? Đáp án D nha. Thật nhanh. Rồi. Tự động trong sách có ngay đáp án đằng sau mà. Nào, điều kiện ở đây 2x trừ 1 lớn hơn 0. Tương đương thầy có x lớn hơn 1 phần 2. Chỗ này mũ lên thôi đúng không? Là 2x trừ 1 của các em sẽ bằng 3 mũ 2 là 9. 9 có 1 là 10, 10 chia 2 là 5 thôi. 5 thì thỏa mãn x lớn hơn 1 phần 2 rồi. B. Rồi, comment thật nhanh. Câu này các bạn phải nhẩm thật nhanh nhá. Nhẩm thật nhanh. Câu 19 thử cho thầy comment đáp án xem mà. 19 sau khi làm được câu 17, 18 phải làm được 19. Comment thật nhanh. Đấy, 19 các bạn có mũ khóa liên tục như thế, nhớ điều kiện hoặc là các bạn bấm máy tính, thầy dạy các bạn cái bấm máy tính nhá. Thay khi mà nó có đáp án ở nghiệm rồi ấy, là nghiệm ấy, thay đáp án luôn cho nhanh. Trừ 1 này, đúng không? Chuyển về đang trừ 1. Nếu đáp án đúng ấy thì thay vào phải bằng số 0. Ấn can thôi. Không nhá, thay vào này. Bằng số 0 này, không là nghiệm rồi này. Vậy đáp án này loại đi đầu tiên này. Thử 1 nhá. Can 1 một cái. Bằng 0 luôn này. À, vậy không là 1 đúng rồi, đáp án B. Xong. Được chưa? Câu 20 cũng tương tự thôi. Log 3 của 2 cộng 1 trừ đi log 3 của x trừ 1. Được chưa? Bằng 1 trừ 1 chuyển sang thôi. Được chưa? Ấn can thôi. Chẳng có gì mình không thay cả. Can 1 một cái. Đây đi, 217 đấy. Không ra bằng 0, sai rồi. Can trừ 2. Sai rồi. Can 3. Không ra rồi, can 4. Bằng 0, chuẩn luôn, các bạn đi. Nhá. Rồi, xải tay đúng không? Các bạn thích xải tay. Điều kiện như sau là 2 cộng 1 dương x trừ 1 dương vậy tương đương x lớn hơn âm 1 phần 2 và x các bạn sẽ lớn hơn 1. Vậy suy ra x lớn hơn 1 thôi. Đấy là một điều kiện. Để điều kiện thứ hai, loga cùng cơ số ấy, thì các bạn sẽ có thể gộp với nhau phép trừ đưa phép chia là 2 cộng 1 chia cho x trừ 1 nó bằng 1. Mũ lên cho thầy nha. Vậy thì 2x cộng 1 chia cho x trừ 1 sẽ bằng là 3 mũ 1 thôi. Em quy đồng lên cho thầy là bằng là 3x trừ 3. Chuyển về ăn thôi. 3x trừ 2x là còn x. 1 chuyển trừ 3 ra là 4 thôi. Đáp án D chưa? Đấy, đây là cái tự luận. Câu 21 nào. 21 tương tự thôi. Có đáp án chẳng tội gì mình không thay cả, đúng không? Đưa cột cơ số 2, nếu mà làm tự luận ấy, log căn 2 của x trừ 1 này cộng log 1 phần 2 này. Thế nên là trên lớp off của thầy ấy, hay trong khóa Live Pro ấy, là tất cả những cái bài toán như thế này là chúng ta đều được học cả tự luận và trắc nghiệm, nhưng mà vì thời gian nó có hạn, gộp nhiều dạng với nhau trong buổi live cộng đồng thì thầy sẽ chữa cho các bạn cách nhanh nhất, nó phù hợp nhất. 3 cộng căn 13 đúng không? Chia 2. Không ra bằng 0 rồi, sai. Căn 3. Trừ 1 sai rồi, căn tiếp là 2 trừ căn 5. Sai luôn rồi, căn 2 cộng căn 5 thôi. Đúng không? Bằng 0, chuẩn luôn. Đáp án đi. Đây. Rất là nhanh. 22, khó hơn tí nữa.
người ta bắt đầu hỏi đề đề tham khảo năm 2018. Tổng các giá trị nghiệm của phương trình log 3 của x nhân log 9 của x nhân log 27 của x nhân log 81 của x bằng 2 phần 3. Thì em phải đánh giá cơ số nhá. Cơ số. Đấy, mấy bạn này thay làm sao được nữa. Đây là log 3 này của x nhân log 9, 9 là bằng 3 mũ 2. 27 là bằng 3 mũ 3. 81 là bằng 3 mũ 4. Đúng không? Bằng 2 phần 3. Được chưa? Vậy bây giờ các bạn vứt cái mũ nó ra ngoài. 2 này đẩy ra ngoài là 1 phần 2 thôi. 3 đẩy ra ngoài là 1 phần 3. 4 đẩy ra ngoài là 1 phần 4. Còn log 3 của x thôi. Log 3 của x, log 3 của x, log 3 của x hết đúng không? Đẩy mũ hết ra ngoài rồi mà. Thì log 3 của x có 4 thằng nhân với nhau là mũ mấy? Mũ 4 bằng 2 phần 3. Vậy tương đương. Log 3 của x mũ 4 ấy, nó bằng cái cụm này nó chia cho 2 phần 3. Nó chia cho bao nhiêu? 1 phần 2. Nhân 1 phần 3 nhân 1 phần 4 bằng 16. Vậy căn 4 2 về thì log 3 của x bằng 2 hoặc log 3 của x bằng trừ 2. Vậy các bạn sẽ có ngay lập tức là x của mình là bằng 3 mũ 2 hoặc x các bạn là bằng 3 mũ trừ 2 là 9 hoặc là 1 phần 9. Đúng không? Được chưa? Vậy tổng của nó vào thôi, 9 cộng 1 phần 9. Các bạn sẽ ra 82 phần 9 đáp án A. Nhé. Đáp án nhé. 9 cộng 1 phần 9 phải là 82 phần 9 chứ. Sao lại là C được ở lại kiên? Nên bạn nào vào sau nhớ xe về nhá. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký ở phía dưới và ấn vào quả chuông thông báo nhỏ nhỏ ấy để các bạn nhận được toàn bộ những cái bài giảng hay nhất và những kỹ thuật giải nhanh tuyệt vời nhất từ thầy.